the second paragraph of step wells. Unique to this region, step wells are often architecturally complex and varied widely in size and shape. Unique to this region, which means they want to say that step wells are the typical images of this region, or this region is well known for the step wells. Unique to, typical of, this region is unique because of step wells. This region is typical of step wells, or in another word, people come to this region because they want to find out about step wells. Vậy khi mình dùng cấu trúc unique to cái gì đó hoặc là typical of cái gì đó thì có nghĩa là đặc trưng cho cái vùng miền đó, hay là cái vùng miền đó nó nổi tiếng về cái gì đó, nó được biết đến nhiều về cái gì đó. Unique to, typical of, or well known for. Step wells are often architecturally complex and vary widely in size and shape. Step wells are often architecturally complex. Complex how? Complex about what? Complex about the construction of the step wells. Complex about the way that the people build the step wells. That is architecturally complex. Architecturally, it's not about the architect. It's not about the job of people designing buildings or designing the interior or the exterior of a construction. Architecture is not about the job of designing interior and exterior. Architecture here, it is about the structure of a building or the way that you construct the building. That is architecture. So please remember, architect is a job, but architecture is a structure of that building. Architecturally complex. Complex, okay, complex how? Complex about the structure of the building, complex about the way that people construct the interior and the exterior of a building. Như vậy khi người ta dùng cái cấu trúc mà tính từ thâm ly thì bây giờ thì ở Việt Nam mình hay học cái gì mà chạm từ, tùm lum từ hết. Mình học theo cái kiểu mà lý thuyết suông nhiều quá. Thì bây giờ mình chỉ cần hiểu là cái gì, cái thâm ly thì mình gọi nó là tính từ thâm ly, tại vì cái gốc của nó là tính từ mà. Như vậy tính từ thâm ly thì mình đừng có sợ. Thấy tính từ thâm ly thì mình phải nhìn ngay cạnh nó coi, kế bên nó coi nó đang đi chung với tính từ hay nó đang đi chung với động từ. Thì cái từ mà nó đi chung với đó là cái từ gốc để mình suy ra tại sao nó thâm ly. Như vậy cái này nó architecturally complex, như vậy người ta sẽ emphasize, người ta sẽ nhấn mạnh, người ta sẽ focus on, người ta sẽ tập trung vào cái từ complex này. Như vậy nó phức tạp mà phức tạp về cái gì? Thì đây complex, phức tạp mà phức tạp về cái gì? Mình tập trung cái từ complex thì mình thấy cái tính từ thâm ly nó đi chung với cái từ complex, là cái tính từ thâm ly đó nó đang bổ nghĩa cho cái tính từ đang đi chung với nó. Complex là tính từ, complex có nghĩa là phức tạp một cách tinh xảo, phức tạp một cách gọi là tinh hoa hồn tổ, người ta sử dụng từ complex. Và từ cao 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 cấp hơn thì mình sẽ nhớ đến một cái từ rất là hay, gọi là sophisticated. Sophisticated là cái từ gọi là tinh xảo, gọi là tinh hoa hậu tổ. Complex, sophisticated, something or complicated. Ở đây nhé, thêm một từ nữa nha chứ. Complicated, phức tạp. Thì đơn thuần thì trước giờ mình cứ nói là mình cứ học những cái từ giống như typical đi. Thì typical xài qua thì nó sẽ chán. Và mình sẽ xài nâng cấp lên là từ complicated, là cái gì đó nó phức tạp. Cái từ complex là nó cao hơn cái từ complicated, thì được gọi là cái gì đó nó tinh xảo và nó tinh vi, thì người ta sẽ dùng từ sophisticated là từ ở trên. Và thường thì xài typical rồi, bây giờ người ta muốn nhấn nhá qua hơn xíu, người ta sẽ xài từ challenging. Nhưng mà cái gì đó nó thách thức người ta, có nghĩa là cái gì đó nó rất là khó khăn. Đây là cái khối lượng từ vựng để cho mình so sánh với từ complex nha. Rồi như vậy ở đây, tại sao mình thấy được cái tính từ thâm ly là mình phải cần tìm cái từ cái bên nó. Tại cái tính từ thâm ly nó không có đủ nghĩa, cái đứng mình nó đâu có nghĩa gì đâu. Cái tính từ thâm ly phải coi đứng sát bên nó là nó đi cùng với tính từ hay nó đi cùng với cái động từ. Thì khi mà mình tìm thấy cái tính từ kế bên nó thì mình sẽ hiểu rằng à, cái tính từ này nó phức tạp, mà nó phức tạp theo kiểu gì, nó phức tạp theo cái hình thức gì, nó phức tạp về cái gì, là complex là phức tạp, mà phức tạp về cái gì, nó phức tạp về cái cấu trúc hoặc là cái kiến trúc của nó. Thì ở đây mình đang có cái từ là cấu trúc kiến trúc, là từ architecture, architecturally complex. It means it looks very complicated in the way that people design the interior and the exterior. Very widely in size,
vary widely in size, which means the stepwells has lots of sizes, or the stepwells has different shapes, vary, has different something. Nhưng mà đây mình đang có từ vary, vary, ok? Mình hiểu nôm na là cái từ vary nó có nghĩa là nó đa dạng, phong phú, ok, về cái gì đó. Thì thường người ta sẽ dùng từ vary, ok, vary in. Vary sẽ đi chung có từ in và vary in cái gì đó là cái gì đó đa dạng, phong phú, thành bao nhiêu loại. Classes vary, vary in different levels. Classes vary in, okay, in levels or in kinds of students, for example. Or you can use the word various, different, different, for example. Rồi ở đây, thế nhưng người ta nói là stepwells vary widely in size. You can say that stepwells has many sizes. Stepwells vary widely in shape, or stepwell has lots of shapes. So that is the meaning of the first sentence. All right, let's move to the second one. The second sentence. During the heyday, during the best moments of the time. Heyday được gọi là cái kiểu mà cái thời vận của mình đến, được gọi, người ta dùng từ thời vận trong tiếng Việt nhưng mà trong tiếng Anh người ta sẽ gọi là the best time. This is my time, okay, my time comes. For example, during the heyday, during the best moments of the time, xuyên suốt cái những cái khoảng thời gian, ok, những cái khoảng thời gian tốt nhất hoặc là những cái khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cái kiến trúc về giếng bậc thang stepwells. They were places of gathering, of leisure and relaxation, and of worship for villagers of all but the lowest classes. During the heyday, during the best moments of the time, they were. They here does not stand for people. They does not stand for, does not represent for people. Because when you read the word they, you always think about a group of people or a group of things. Here, students or people find it very hard for them to find out what they here does not stand for people. They here stands for stepwells. They want to say that stepwells were places of gathering, or stepwells were the okay, places in which people came to have fun, came to discuss about the daily life issues, or came to relax, to entertain. So here, stepwells were places for people to gather, to have fun, of leisure, to relax, of relaxation. Or stepwell were also places for people to come to worship, okay, to worship for villagers' health or for villagers' luck. Ở đây người ta đang dùng cái từ they. Thường thì mấy bạn đọc cái từ they, mấy bạn sẽ nghĩ đến là họ. Và they thì 80% là mọi người sẽ nghĩ đến là nói về con người, là những người. Nhưng mà cái từ they ở đây, mình muốn coi chính xác cái từ they đây đang nói về ai, nó đang nói về cái gì. They nó sẽ tượng trưng cho người hoặc là tượng trưng cho một cái chuỗi sự vật sự việc. Thì mình muốn biết chính xác nó đang nói về người hay nó đang nói về vật hay là về việc thì mình phải đọc cái câu ở phía trước nó. Thì cái chủ ngữ của cái câu ở phía trước nó này, cái từ shape này nó có cái dấu chấm này, thì mình đọc ngược lại thì mình thấy cái chủ ngữ là stepwells. Thì stepwells đang là chủ ngữ của câu đầu tiên. Thì ở đây đang dùng từ they. They ở đây thì cái stepwells nó đang từ they ở đây đang thay thế cho từ stepwells. The stepwells were places of gathering. Gather được là tụ hội, tụ họp lại. Stepwells là một cái là những cái nơi mà để mọi người tụ họp lại để giải trí, ok, để thư giãn và cũng để cầu nguyện, worship, ok, cầu nguyện cho dân làng. Worship for villagers. Thì mình phải kéo dài cái từ vựng của mình ra. Thì mình nghĩ đến cái từ worship là cầu nguyện, thì thường người ta cầu nguyện cho cái gì? Thì mình nhớ đến cái từ sức khỏe. Cầu nguyện là worship about health, worship, okay, worship for health, worship for the luck, cầu nguyện cho sức khỏe, cầu nguyện cho sự may mắn. Ở đây là mình kéo dài cái từ vựng ra nha, thì mấy bạn mường tượng được. Còn cái nghĩa chính thống của cái câu thì mấy bạn phải đọc lại cái câu này bằng tiếng Anh và mấy bạn phải ngậm cái nghĩa bằng tiếng Việt để mình mới ra được cái đáp án đúng khi mà mình đọc cái câu hỏi phía dưới nha. But here, except the lowest classes, we have the word but, the same as the word except in this case. It means, okay,
every kind of people can come to Stepwells to have fun with each other, or to come to Stepwells to send okay to send prayers to send prayers for the family. Like for example, they come to the Stepwells to pray for the health of the family, or to pray for the luck of the family. We have for the health or luck. Okay, for example, here they want to say that the lowest classes, the poorest people, the most in the most impoverished people cannot come to the Stepwells. Lowest classes. Society has three classes. The low class, the middle class, and the first class. So here are the groups of vocabularies for classes of the society. Classes of the society, we have like the low class, the middle class, and the first class. Here they want to mention the lowest classes. Như vậy ở đây người ta đang dùng cái cấu trúc là but mà đứng ở giữa, mà đứng ở cuối câu như thế này. But nó sẽ nối hai câu lại với nhau, nhưng but ở đây tự nhiên ở phía sau nó chỉ có một cái cụm từ thôi, một cái cụm từ rất là đơn giản thôi, là the lowest class. Cái gì mà mình thấy đi chung với the đó, mấy bạn biết đây là danh từ. Thì khi mà but mà đi chung với một cái danh từ chứ nó không có đi chung một cái câu thì chắc chắn ở đây but đang thuộc cái trường hợp là ngoại trừ. Như vậy ngoại trừ cái gọi là cái tầng lớp thấp nhất. Nói về xã hội thì mình có những cái tầng lớp như tầng lớp thấp nè, tầng lớp gọi là tầng lớp hạ lưu, trung lưu và thượng lưu. Thì ở đây but là ngoại trừ cái tầng lớp hạ lưu, ai cũng có thể đi đến cái giếng ok để tụ họp, để tụ hội lại, để chơi ok, để vui chơi, để giải trí, và có thể đến giếng ok để cầu nguyện cho dân làng. Nhưng ngoại trừ cái tầng lớp thấp nhất, lowest classes. This is the meaning of this sentence. They want to say that every kind of class of the society can come to the stepwells to gather for fun, to gather for relaxation, to gather for okay for chit chat or for discussion. And people can come to the stepwells to worship their God, or to worship their religion, to pray for their health, or to pray for their luck. But there is only one kind of class that cannot come to the stepwells for fun or for praying, which is the lowest class. So this is the meaning of the sentence. Let's come to the sec okay, the third sentence. Bây giờ mình đến cái câu thứ ba nhé. Most stepwells are found dotted around the desert areas of Gujarat. Dotted around, dot. You can feel the word when it is first read. Dot. Okay, lots of dots on, okay, lots of black dots or white dots on the surface. So dotted around means most stepwells are located in the desert areas. Desert areas. Area. Desert areas mean okay, the areas in which okay, in which everything is dried and it contains lots of sand. That is desert areas. The desert areas of Gujarat, where they are called Ved. They here is for desert areas. The desert areas in Gujarat are called Ved, and Rajasthan, where they are called Bari. Desert areas in Rajasthan are called Bari. So you have to focus on the keywords. Here we have lots of like of, are, and is every word here is gonna mess up with your thinking. Most stepwell are located in the desert areas of Gujarat called Ved, or desert areas in Rajasthan called Bari. So Ved, okay, Ved is the name of the stepwells in Gujarat, and Bauri is the name of the stepwells in Rajasthan. Như vậy cái câu thứ ba này nó làm cho mình có vẻ như là bị lúng túng ấy. Stepwells are found dotted around. Thì mấy bạn đọc có từ dot, dot có nghĩa là những cái chấm.
giống như là trắng đen đỏ hay là trắng xanh vàng hay là trắng trắng đen, giống như là cho đốm á, nó sẽ có những cái đốm, thì đây là những cái đốm, ok, là dot dotted around, có nghĩa là nó rải rác rồi, ok, rải rác. Thì ở đây thay vì mình dùng là found dotted around thì mình có thể nói là located in, đơn giản là thế, nó tọa lạc ở đâu, nó ở cái vị trí nào, located in, located in, just simply is this located in something. Như vậy nó tọa lạc ở đâu đó. Ở đây mình đang tập trung vào đây nhé. Most stepwells are located in the dessert areas. Như vậy hầu hết những cái giếng bậc thang, ok, cái giếng bậc thang nằm ở vị trí, ok, nằm nằm hầu hết những cái giếng bậc thang nằm ở những cái khu vực sa mạc hóa của Gujarat, nơi mà họ được gọi là Vat, nơi mà họ họ được họ là chúng nó được gọi là Vat. Cái từ they ở đây nó đang tượng trưng từ stepwells. Như vậy đơn thuần là stepwells, những cái giếng bậc thang, cái stepwells, những cái giếng bậc thang nằm ở những cái khu vực nằm 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 ở những cái khu vực sa mạc hóa tại Gujarat, thì những cái giếng bậc thang mà tại Gujarat được gọi là vậy thế thôi. Còn những cái giếng bậc thang, ok, stepwells nằm ở những cái khu vực, ok, Rajasthan, những cái giếng bậc thang nằm ở Rajasthan thì được gọi là Bauri. Thì mình đọc một cái câu văn thì mình phải cần hiểu được là những cái từ như là ai, những cái từ như là they ok, hoặc là it, nó tượng trưng cho cái gì. Mình phải tìm ra được cái mối liên hệ của nó, và khi mà tìm ra được they nó tượng trưng cho cái gì rồi thì mình phải lược bỏ đi những cái thông tin không cần thiết. Ví dụ như là they ở đây, where they are called they, thì cái từ they ở đây nó tượng trưng cho cái từ dessert areas. Nhưng mà dessert areas thì vẫn không đủ, mình phải tượng trưng, nó phải tượng trưng cho cái gốc rễ của nó là stepwells. Nhưng mà cái stepwells nó nằm ở cái dessert areas, thì bây giờ dessert area là cái gì? Dessert area thì mình phải chuyển thành cái Gujarat. Như vậy cái stepwells ở cái Gujarat này thì được gọi là vase, chứ đừng có lấy cái stepwell dịch là giếng bậc thang ở những cái nơi, ở những nơi sa mạc của Gujarat thì chúng nó được gọi là vase. Thì cái câu tiếng Việt nó dài quá, nó sẽ làm cho các bạn lúng túng, thì đừng nói gì tiếng Anh. Mình bây giờ mình bỏ, mình lược hết, chỉ cần đơn giản là dessert areas thì nó chung chung quá, bỏ đi, không cần chú ý đến. Các bạn chú ý đến cái từ Gujarat là cái từ mà nó tên riêng, đúng không? Tên riêng thì mình chú ý đến Gujarat nè, chú ý đến nè, Stepwells nè, chú ý đến nè, rồi Gujarat chú ý nè, rồi ở đây where they are called không cần biết cái they are called gì, dài dòng quá, chỉ cần biết cái từ called vậy thôi. Như vậy cái Stepwells, ok, Stepwells, cái những cái giếng bậc thang, ok, tại cái Gujarat này, tại cái Gujarat này thì được gọi là vậy. Thì mình chỉ cần chú ý đến ba chữ mà thôi, và như thế. Sorry, my computer has some problems. Và bây giờ đến cái từ Rajasthan nha. And thì ở trên nó phân phối như thế nào? Thì ở dưới giống như là toán nên chia gì đó, nó phân phối như ở dưới. Rajasthan, ở đây ta đang nói về stepwells are found dotted around the dessert areas of Gujarat. Thì ở đây, most stepwells are found dotted around the dessert areas of Rajasthan. Như vậy, stepwells, ok, of Rajasthan, called Bowery. Đó, mình cứ phân phối vô thôi là xong. While a few also survive in Delhi, a few stepwells also survive in Delhi. A few stepwells also, okay, also are also in Delhi. Why là cái câu so sánh nối hai câu lại với nhau. Why là cái từ so sánh nối hai câu lại với nhau, sorry. Nó đưa ra cho mấy bạn hai câu nối lại với nhau, ở giữa là từ why. Thứ nhất nó có nghĩa là so sánh. Cái thứ hai nó có nghĩa là đưa ra hai cái tình huống để cho mình hình dung được là hai tình huống nó xảy ra đồng thời và cùng một lúc. Thì ở đây nó đang so sánh cái stepwells nằm ở Gujarat và Rajasthan với những cái stepwells nằm ở cái Delhi. Thì ở đây trong khi một ít, ok, trong khi một ít giếng bậc thang vẫn còn sót lại ở Delhi. Survive nghĩa là sống còn, giống như ai đó vẫn còn sống khi mà mình chiến đấu trong chiến tranh, ai đó vẫn còn sống. Thì cái từ survive được gọi là còn sống đối với con người, mà survive thì gọi là sống còn, cũng đối với con người nha. Và survive cũng cũng được gọi là vẫn còn tồn tại đối với vật. Thì ở đây nếu mà mình dịch là giếng bậc thang vẫn sống còn tại Delhi thì chả hiểu ai hiểu đâu. Giếng bậc thang vẫn còn tồn tại tại Delhi, thì mấy bạn cứ uyển chuyển theo cái context của cái câu văn, có nghĩa là cái tình huống của câu văn á, thì mình mới nắm được cái ý của nó. Alright, bây giờ đến câu ở đây gọi là cái câu áp chót rồi nè. Some were located in or near villages as public spaces for the community. Others were positioned beside roads or as resting places
for travelers, semicolon. When you see, okay, the punctuation semicolon, it means the semicolons means it will connect two sentences together. The first sentence and the second sentence are linked to each other and they are relevant to each other. They subordinate each other in the meaning, which means, so let's follow the meaning of the first sentence first. Some were located in or near villages as public places for the community. Some here, it means some stepwells. Some stepwells in the villages or some stepwells are near the villages. And the stepwells can be used as public place. Stepwell can be used as public places or public spaces for people to come, okay, to come to relax or to come to chat with each other. This is the meaning of the first sentence. Như vậy, cái câu thứ nhất này nè. Cái câu thứ nhất, some were located in or near villages. Some ở đây, thì cái từ some nó sẽ đi chung với một cái danh từ. Nhưng mà nó có quyền lược bỏ cái danh từ đó đi trong cái văn viết nha. Và đúng cấu trúc ngữ pháp nha. Và ở đây cái từ some ở đây là some là some cái gì? Một vài là một vài cái gì? Ở nguyên các bạn đang nói về stepwells. Thì ở đây có nghĩa là một vài cái giếng bậc thang located in, mà dịch theo tiếng Việt được gọi là tọa lạc ở. Càng dịch càng dài thì càng chán, tại vì nó sẽ bị lung lay cái ý nghĩa của mình. Thì bây giờ mình bỏ cái từ located đi, bây giờ mình chỉ cần đi chung cái từ in thôi. Some were in, some stepwells are in. Located in cũng vậy, mà some are in cũng vậy. Như vậy mình lấy cái từ in cho nó dễ. Some are in, some are near. Như vậy some stepwells are inside the villages. Some stepwells are inside the villages. Some stepwells are outside and near the villages. Như vậy ở đây một vài cái giếng bậc thang á, nó nằm trong cái những cái ngôi làng, nó nằm gần những cái ngôi làng. Và những cái giếng bậc thang này này được xem như là một cái không gian công cộng. Thì ví dụ cái từ không gian công cộng thì nó mông lung quá, thì mấy bạn nghĩ là không gian có nghĩa là một cái nơi nào đó thôi, a place thôi. Vậy một cái nơi công cộng để cho cộng đồng, for the community. Others were positioned beside the roads as resting places for travelers. Other stepwells are next to, are near the roads as a place for people to come to rest because they travel such a long way and they need a place for them to sit down or to lie the back on, for them to just take a nap or rest for a short time before they start the journey again. Nhưng mà cái câu cuối này có nghĩa là others mà thêm s vào nó tượng trưng cho là những cái khác hoặc là những người khác. Như vậy others mà thêm s được dùng như là danh từ là other people hoặc other things. Others were positioned beside roads. Beside mà không có s thì có nghĩa là gần bên. Besides mà có s thì có nghĩa là bên cạnh đó. Thì mình sẽ có những cái buổi khác nha, để mình đi sâu vào. Và ai mà học riêng với mình thì lúc đó thì mình sẽ phát triển cái từ này trên cái biểu đồ tư duy để cho mấy bạn nói được là như thế này như thế nọ. Như thế. Roads as resting places for travelers. Ở đây mình đang có dùng từ rest. Rest nghĩa là nghỉ ngơi. Others, những other là other cái gì? Other stepwells. Others được dùng như là danh từ là những cái khác hoặc là những người khác. Nó làm như một chủ ngữ như vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình tách ra, mình không cho nó là danh từ nữa, thì mình dùng cái từ other, bỏ sd. Như vậy những cái khác là những cái gì? Nguyên cái câu này nó đang nói về stepwells. Nó đang dùng cái dấu chấm phẩy. Dấu chấm phẩy không phải là dấu chấm nha. Và dấu chấm phẩy không phải là sự kết thúc của dấu chấm, mà dấu chấm phẩy là sự cộng hưởng của dấu chấm và dấu phẩy. Dấu phẩy là dùng để liên kết giữa hai câu, liên kết giữa có hai cái ý tưởng mà nó na ná nhau, nó tương gọi là nó bổ sung ý nghĩa cho nhau. Còn dấu chấm á, được dùng là mình sẽ end cái câu đó và mình sẽ start một cái câu khác, là mình sẽ bắt đầu một cái ý nghĩa mới, thì mình sử dụng dấu chấm. Như vậy ở đây nó là sự cộng hưởng của dấu chấm và dấu phẩy, nghĩa là người ta muốn kết thúc cái câu và người ta cũng cho mình biết là cái câu ở phía sau này nó liên quan đến câu ở phía trước. Đó là vậy á, dấu chấm phẩy là vậy, kết thúc một câu, tại vì câu ở trên dài quá rồi, bây giờ viết thêm thì sợ sai ngữ pháp, thì người ta sẽ sử dụng dấu chấm phẩy để bắt đầu một cái câu thứ hai, nó kết nối với cái ý nghĩa của câu thứ nhất. Some were located in again villages as public spaces for the community. Others were positioned beside roads. Other stepwells were beside roads, were near the roads.
And the stepwells are used as okay as places for travelers to rest. Như vậy cái stepwells này nó định vị nha, cái từ position gọi là định vị hoặc là đơn giản là in thôi. Những cái stepwells này nó nằm gần những cái đường đi, và những cái stepwells này được sử dụng như là as như là được sử dụng như là những cái nơi mà nghỉ ngơi cho những cái người du lịch. Thì bây giờ stepwells là cái giếng mà được sử dụng cái nơi nghỉ ngơi cho cái người du lịch, thì một số bạn sẽ tưởng tượng những cái ngữ cảnh nó rất là tào lao. Giếng không phải là cái nơi giống như cái hồ bơi mà mình nhảy xuống mình nghỉ ngơi ha. Cái giếng này nơi nghỉ ngơi có nghĩa là người ta đến đó và người ta ngồi dựa vào cái giếng, hoặc là người ta nằm gần cái giếng ok để người ta nghỉ ngơi một chút xíu, tại vì cái giếng mình nằm gần nước đó thì nó rất là mát. Đó là đúng như vậy. Okay, thanks a lot for this clip, and this is the clip for the third paragraph. Please watch the next clip for the fourth paragraph. Thanks a lot. Và đây là cái clip cho cái đoạn thứ ba này và đoạn thứ hai chứ, sorry, đoạn thứ hai. Cái đoạn thứ ba này thì mình sẽ có clip tiếp theo. Và mấy bạn coi cái clip như thế này thì mấy bạn hãy sau khi mấy bạn có clip rồi thì mấy bạn note cái từ vựng xuống, có nghĩa ghi chú từ vựng xuống. Rồi mấy bạn bỏ hết những cái phần mà ghi chú của mấy bạn từ vựng đến bạn nhớ cái từ vựng, cái nghĩa của từ vựng á. Mấy bạn dẹp hết vần bên, mấy bạn đọc lại từng câu, mình sẽ cảm nhận được cái độ mượt của văn chương. Tại vì khi mình đọc một đoạn mình cần cảm nhận được cái độ mượt của cái câu của câu văn, là cái câu này với câu kia nó có dính gọi là nó có liên kết với nhau hay không, chứ không phải là mình đọc từng câu mình hiểu từng câu mà mình không có cảm nhận được cái độ mượt. Mấy bạn muốn cảm nhận được cái độ mượt văn chương thì mấy bạn phải đọc lại, phải cảm lại. Thì cứ đọc lại thì tự nhiên sẽ cảm thụ được thôi, chứ không có cái gì mà gọi là có một cái mẹo hoặc là một cái phương pháp, chả có phương pháp nào khác, chỉ cần cầm sách lên và đọc thôi là xong. Alright, thanks a lot. Bye bye.